Nên khám sàng lọc sơ sinh vào thời điểm nào và có lợi ích gì? Sàng lọc sơ sinh là chương trình thực hiện một số xét nghiệm cho trẻ sơ sinh nhằm phát hiện sớm các bệnh lý về nội tiết và rối loạn chuyển hóa ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển thể chất, tâm thần của trẻ. Các bệnh lý này thường khó phát hiện trên lâm sàng khi trẻ mới sinh, do đó cần phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc để phát hiện. 1. Lợi ích của khám sàng lọc cho trẻ sơ sinh. Có khá nhiều bệnh hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sơ sinh, rất khó phát hiện và chẩn đoán. Đến khi có dấu hiệu lâm sàng và kết quả xét nghiệm rõ ràng có thể đã muộn, đặc biệt đối với những bệnh liên quan đến chức năng của hệ thần kinh trung ương. Một vài bệnh lý, nếu được phát hiện sớm và điều trị ngay trong vòng 2 tuần đầu sau sinh, khả năng phục hồi và phát triển bình thường rất cao. Do đó, sàng lọc trẻ sơ sinh là rất quan trọng nhằm giúp phát hiện sớm các bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hóa ảnh nội tiết và các bệnh tật bẩm sinh hưởng đến sức khỏe, phát triển thể chất tâm thần của trẻ. Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh giúp phát hiện sớm các bệnh lý ngay trong những ngày đầu bé chào đời. Bác sĩ có hướng điều trị kịp thời nhằm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh, giảm tỷ lệ chậm phát triển tâm thần kinh và thể chất, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bố mẹ còn có thể đo thính lực, nhĩ lượng và phản xạ cơ bàn đạp, giúp đánh giá sức nghe của trẻ, cũng như phát hiện khả năng tổn thương của tai giữa. Nếu kết quả không đạt sau lần đo thứ hai, cách lần thứ nhất từ 10 đến 30 ngày, bác sĩ sẽ lên phương án khắc phục sớm. 2. Khám sàng lọc sơ sinh khi nào? Các bé sơ sinh từ 2 đến 7 ngày tuổi là đối tượng được tiến hành xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Lý tưởng nhất, xét nghiệm nên được diễn ra khi bé đủ 48 giờ sau sinh để sớm có kết quả và giúp bảo vệ bé hiệu quả nhất.